Thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại 7 tỉnh thành trên cả nước, trong 2 ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2018, đoàn kiểm tra liên ngành do Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an làm trưởng đoàn, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức kiểm tra nhà chung cư, nhà cao tầng và các cơ sở tập trung đông người có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn thành phố. Tham gia đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành, lãnh đạo Công an thành phố và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố. Trong sáng nay, đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất chung cư tái định cư lô 27 đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền. Phát hiện công tác bàn giao giữa chủ đầu tư và ban quản trị các tòa nhà chưa thống nhất, dẫn tới khó khăn trong quá trình duy tu, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định. Hồ sơ phòng cháy chữa cháy chưa đầy đủ theo quy định, cơ sở chưa duy trì công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy thường xuyên liên tục, chưa đáp ứng yêu cầu ngăn cháy lan cùng một số hạn chế khác. Đoàn kết luận, cơ sở chưa bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và yêu cầu đơn vị chủ đầu tư cũng như ban quản trị cần nhanh chóng bổ sung khắc phục những tồn tại, giao Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hướng dẫn giám sát, báo cáo đoàn công tác trong thời gian sớm nhất.